và em đã lớn và được đi học. Yeah, học ở trường mầm non. Và vì bản thân giờ đây đã lớn, anh bố mẹ không dạy em bằng đồng, lấy viết chi ghi vào nhật ký. Ngày em trưởng thành hơn, để em biết em không như ngày ấy. Yeah, biết nỗi buồn thành hơn dối. Và yeah, em go to school. Và luôn nở nụ cười, em sẽ hát, em sẽ viết, em sẽ nói thật to để thầy cho hoa điểm 10. Và để không phụ người, không phụ người. Người đã sinh ra con sẽ luôn to sang ở dưới biển người, dưới biển người. Dù là con mi nhon. Em cầm tay mẹ, em cầm tay cha, em go to school. Ê, ê, em tầm cày bạn, em tầm cày bay quên đi phiền muộn. Ô, ô, em cầm tay thầy, em cầm tay cô với chiếc nén lên xuống. Ê, ê, em tay cầm tay cặp và sách, em go to school. Nên là em đi học. Ồ, nên là em đi học. Nên là em đi học. Em là em đi học. Ồ, nên là em đi học. Nên là em đi học. Em là không nơi buồn vé cặp đến trường. Yeah. Cho bạn nào còn chưa biết thì bây giờ được đến trường nó mới chính là niềm vui. Nơi đường đó đã nhõng nhẽo để ở nhà, vì ở nhà không có ai chỉ có đống một mình thôi. Thay vì ở nhà bạn buồn chán, sao không đến trường với bạn bè và thầy cô? Vì ở trên trường có niềm vui và hạnh phúc, còn nỗi buồn muốn ở đó thì sẽ no. Bro, nào đã lắp đống đồ chơi, nào đã viết màu cho bạn vẽ. Giờ hạnh phúc bước đến nó buồn vơi, nhưng bước tới mọi nơi mà ở đó toàn bạn trẻ. Nên đừng khóc lóc khi đến trường, khi bạn bè và thầy cô mang niềm vui đến gần kề. Bạn sẽ có một căn nhà, không muốn rời đi khi bố mẹ đến và đón bạn về. Em cầm tay mẹ, em cầm tay cha, em go to school. Ê, ê, em tầm cày bạn, em tầm cày bay quên đi phiền muộn. Ô, ô, em cầm tay thầy, em cầm tay cô với chiếc nén lên xuống. Ê, ê, em tay cầm tay cặp và sách, em go to school. Nên là em đi học. Ồ, nên là em đi học. Nên là em đi học. Em là em đi học. Ồ, nên là em đi học. Nên là em đi học. Em là không nơi buông vách cặp đến trường. Yeah.